Bạch Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn huynh Quá Tha Ná đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Xích Rạng Đông đã mở rung và cho nghe bài pháp của ngài Chánh Minh. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh biết được là cô tự duyên chưa có sẵn sàng nên Nhật Quỳnh mời Rạng Đông mở hàng. Dạ, sau đó thì kính mời cô tu nữ tự duyên, mến mời Cẩm Vân, mến mời, kính mời cô Ái Minh, mến mời Tâm Pháp, Tâm Phương, kính mời Xích Hạnh Kiểm, nhà Xích Thi Na. Dạ, mời tất cả quý vị trong đầu tràng có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên. Dạ, xa thú, dạ mời Rạng Đông mở hàng nha. Kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, cô tu nữ tuệ duyên. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 383. Chim đá sô tăng bá rắc cầm mát ca mê ba nu đa pram ma na sang kha ra nang kha yang nya toa a ka ta nyu si pram ma na chin da su tang ba ra kam ma ka mê ba nu đa pram ma na sang kha ra nang kha yang nya toa a ka ta nyu si pram ma na Chinh đa sô tăng ba ra cầm ma ca mê ba nu đa bram ma na sang kha ra nang kha yang nha toa a ca tan nhu si bram ma na Hỡi này bà la môn hãy tinh tấn đoạn dòng từ bỏ các dục lạc biết được hành đoạn diệt người là bậc du di dịch của hòa thượng Thích Minh Châu Trình đa sô tăng ba ra cầm ma ca mê ba nu đa bram ma na sang kha ra nang kha yang nha toa a ca tan nhu si bram ma na Hỡi này bà la môn hãy mau tinh tấn cắt dòng mà đi bao nhiêu ái dục diễn ly các hành đoạn diệt vô nhi chính mình bản dịch của hòa thượng Duy Đức Em kính mời chị Lạc Lê. Dạ, kính cảm ơn chị Đặng Đông. Dạ con Lạc Lê, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ, kính cảm ơn chị Đặng Đông cho biết âm thanh rõ. Dạ cảm ơn Huynh Quá Thanh Á đã bốt bài. Dạ con xin nha. Đọc bài pháp cú số 383. Chinh đa sô tăng ba rát kha ma ca mê pa na ba nu đa pram ma a sang sang sắc kha ra nang kha rang nat nat toa a ca tan nu si pram ma nang Chinh đa sô tăng ba rát kha ma ca mê pa nu đa pram ma a sát kha ra nang kha rang nát toa a ca tăng nu si pram ma nang Hỡi này bà la môn hãy tinh tấn đoạn dòng từ bỏ các dục lạc biết được hành đoạn diệt người là bậc vô vi và đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu Hỡi này Bà La Môn hãy mau tinh tấn các dòng mà đi bao nhiêu ái dục viễn ly các hành đoạn diệt vô vi chính mình và đó là phổ thơ của thượng tọa Duy Đức Dạ con xin đọc bài kệ
chín đa số tăng bát cam mang cà mê ba nu đa brahm ma na sakara năng ca yang nan toang akatan nu si brahm ma na chín đa số tăng bát cam mang cà mê ba nu đa brahm ma na Sankhara nang kayang nantoa akatanu si brahmanang. Hỡi này Bà Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt, người là bậc vô vi. Và bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hỡi này Bà Môn, hãy mau tinh tấn các dòng mà đi, bao nhiêu ái dục viễn ly, các hành đoạn diệt vô vi chính mình. Dạ, đó là bộ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong. Mời mình đến. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Thẩm Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo Pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng. Con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ông bài câu pháp cú số 383. Chinh đá sô tăng, bá rát cấp măng, bá rát cầm má, a mê bá nú, đá rầm má na, sân ca ra năng, khá dân nhà tòa, á cá tanh nhu xí rầm má na, xí rầm má na chinh đá sô tăng, phá ráp cầm má ca mê phá nú, đá rầm má na sân kha ra năng, khá dân nhà tòa, á cá tanh nhu xí rầm má na chinh đá sô tăng bá rát cầm má ca mê bá nú đá rầm má ná sân kha ra năng khá dân nhà tòa ca ná tâm nhu xí rầm má ná. Hỡi này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt, người là bậc vô vi. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Hỡi này Bà La Môn, hãy mau tinh tấn các dòng mà đi, bao nhiêu ái dục viễn ly, các hành đoạn diệt vô vi chính mình. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Tina. Con kính đảnh lễ các ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư Minh Hạnh, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài 383. Chinh đá su tăng phá rắc cấp cầm má ca mê bà nú đà bầm má nà sang khà ra năng khai dân nhà tòa Akatan nu si brahmana jindasu tang para kamma kame panu da brahmana sankhara nang khayang nya toa akatan nu si brahmana. Hỡi này Bà La Môn, hãy tinh tấn động dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn gì, người là bậc vô vi. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chinh đa su tăng phà răng cam ma ca mê pa nữ đa brahm ma na sang kha la năng kha yang nha toa a ca tân si brahm
Brahmana Chinda Sutang Parakamma Kame Panu Da Brahmana Sangharanang Khayang Yatoa Akatanyu Si Brahmana. Hỡi này Bà La Môn, hãy mau tinh tấn các dòng mà đi, bao nhiêu ái dục viễn ly, các hành đoạn diệt vô vi chính mình, hòa thượng giới đức. Dạ con kính tri ân sư, con kính tri ân đạo tràng, con xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ. Nam Mô Dạ Sang, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Thượng Tổng Minh Hạnh, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thân nam kính. Dạ, cảm ơn Trần Đạo, Anh Minh, Sàng Đông đã cho biết nghe rõ. Dạ, cảm ơn Vinh Quát Thanh Á. Dạ, tôi xin kể kinh Pháp Cú số 83. Chinh đa số tăng rắc căm ma mê ba nu đa râm ma na sang ca ra nan to a ca tan nhu si râm ma na Chinh đa số tăng ba rạch cấm ma ca mê ba nu đà râm ma sân kha ra năng kha yăng nhá toa a tăng nhu si râm ma na Chinh đa số tăng ba rạch cấm ma ca mê ca trầm ma na sang kha ra năng khai dần nha tòa a ca tay nhu si rầm ma na hỡi này Bà La Môn, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt, người là bậc phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hỡi này Bà La Môn, hãy mau tinh tấn các dòng mà đi, bao nhiêu ái dục viễn ly, các hành đoạn diệt vô vi chính mình. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã kệ và đọc bài xong. Dạ, bây giờ kính mời chị Trần Đạo. Dạ, kính lễ luôn. Dạ, con cảm ơn các chị Trần Đạo. Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Tha Dạ. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Trần Đạo cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý cô tu nữ, kính chào quý cô chị Trần Đạo Tràng. Cảm ơn chị Đặng Đông, cô tu nữ tự nhiên và chị Quang Nghĩa cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể cô kinh Pháp Cú số 385. Chinh đa số tăng bà rắc khâm ma ca mê ba nu đà râm ma na sang kha ra năng kha danh nhát toa a ca tăng nhu si râm ma na Chinh đa số tăng bà rắc khâm ma ca mê ba nu đà râm ma na sang kha ra năng kha danh nhát toa át ca tăng nhu sĩ tâm ma na Hỡi này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dọc, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt, người là Phật vô di. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chinh đa số tăng bà rắc khâm ma ca mê ba nu đà râm ma na
Sankhara năng khả dân nhát toa A ca tăng nhô sĩ râm ma na. Hỡi này Bà La Môn, hãy mau tinh tấn các dòng mà đi, bao nhiêu ái dục viễn đi, các hành động việc vô vi chính mình. Đó là khổ thơ của Phật Thượng Đế Đức. Dạ cảm ơn Vinh Quát Thanh Ai đã bóp bài. Dạ gửi mít lại cho chị Dữ Thí ạ. Alo, dạ chị Diệu Thúy ạ, không thấy chị cầm mic hả? Thôi em mình làm trước ha chị ha. Chị thấy chị có giơ tay thôi à. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh, cảm ơn chị Hoa Nguyệt, cảm ơn chị Rạng Đông. Dạ, Nam Mô Bức Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Cô Tu Nữ Tuệ Duyên. Dạ em mình kính chào quý anh chị, con kính lễ Đại Đức Minh Đạt, Chùa Quan Lâm Bồ Trung. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 383. Cảm ơn Vinh Trưởng. Ủa, cái 383. Chinh đá sơ tăng bá rắc cầm má cà mê bá nu đá rầm má nạ sang khà ra năng khai giang nhạ tòa a ca tàn nhu si rầm má nạ. Chinh đá sơ tăng bá rắc cầm má cà mê bá nu đá rầm má nạ sang khà ra năng khai giang nhạ tòa a ca tàn nhu si rầm má nạ. Chinh đá sơ tăng bá rắc cầm má ca mê ba nu đa râm ma na sang kha ra năng kha văn nha toa a ca tan nhu si râm ma na. Hỡi này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt. Người là bậc vô vi. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Chinh đa sơ tăng ba ra cam ma ca mê ba nu đa râm ma sang kha ra năng kha giang nha tòa a ca tan nhu si râm ma na. Chinh đá sơ tăng bá rắc cầm ma ca mê ba nu đa râm ma na sang kha ra năng kha giang nha tòa a ca tan nhu si râm ma na. Hỡi này người Bà La Môn, hãy mau tinh tấn các dòng mà đi, bao nhiêu ái dục viễn ly, các hành đoạn diệt, vô vi chính người. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, chính dân đích lại đạo tràng, kính mời quân trưởng tiếp theo ạ. Sa thu lành thầy Sĩ Đại Minh. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá, kính đại lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin đề kệ kinh pháp cú số 383. Kính cảm ơn quý sít cho biết nghe rõ. Chinh đa sô tăng pa rắc cam ma ca mê pa nu đa pram ma na sang kha ra năng kha yang nhat toa a ca tan nhu si pram ma na. Chinh đa sô tăng pa rắc cam ma ca mê pa nu đa pram ma na sang kha ra năng kha yang nhat toa a ca tan nhu si pram ma na. Hỡi này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc,
biết được hành đoạn diệt người là bậc vô vi. Bản phổ thơ của ngài Minh Châu. Hỡi này Bà La Môn, hãy mau tinh tấn cắt dòng mà đi. Bao nhiêu ái dục viễn ly, các hành đoạn duyệt vô vi chính mình. Bản phổ thơ của ngài Dây Đức. Nam mô Phật Thầy, con xin được xuống mic. Kính mời Sita Nhật Huyền tiếp theo. Dạ sa thú, kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á. Nam mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Minh Đạt, vừa quan lâm và cùng chư Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và Diệu Thúy hay Diệu Thủy gì có thể đưa tay cầm mic lại được không ạ? Nếu được thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, thử đi ha. Dạ, cứ cố gắng lên. Mà Diệu Thí hay Diệu Thủy nha. Rồi, có gì để qua chủ nhật nha, Diệu Thủy ha. Diệu Thủy hay Diệu Thí, cho Nhật Bình biết một tín hiệu. Nếu mà dùng điện thoại thì khi mà mình đã ấn cái tay vào mic rồi thì mình đẩy lên một tí xíu thì sẽ giữ được mic. Hồi nãy Nhật Bình có nghe tiếng, nhưng mà do Diệu Thủy bỏ tay ra sớm quá nên là nó không giữ mic được nha. Hẹn lại chủ nhật nha, bây giờ thì đã hết giờ rồi. Dạ cảm ơn Diệu Thủy rất là nhiều. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn Diệu Thủy, Quỳnh Quả Thanh Á, cô Ái Minh, Xích Trần Đạo, cô tu nữ Tị Duyên, Xích Thi Ta, Xích Tâm Phương, Xích Trạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ bây giờ đã đến giờ học bài mới Câu Phước Quốc Kinh số 384. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ cảm ơn Minh Quát Thanh Á đã cho bài học. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang, luôn chờ trời lớn mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giác vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh,
Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng biên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 384. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Thường truyền sư có ổn chưa? Sư cho con xin một tín hiệu để con dâng mít đến sư ạ. Dạ, sa thú lăng thai. Dạ, Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng hoa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thaya. Kính bạch, kính đảnh lễ chư đại đức tăng. Kính mến chào quý vị có mặt ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề ngày hôm nay thứ sáu ngày 5 tháng 2 2021. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết được tín hiệu âm thanh được rõ. Trước khi đi vào ngày bài học ngày hôm nay thì dạ, quý vị chờ cho chút xíu. Dạ, lô cho anh, con bận tí xíu, khoảng 8 giờ con gọi lại cho anh nha. Dạ, dạ, dạ. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay thì Tịnh Đạt xin cung thỉnh chư tăng và quý vị cùng hướng về Tam Bảo để đảnh lễ một cánh tóc tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadhe Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sangkhang Namami. Dạ, Nam Mô Bụt Thaya. Kính bạch chư tăng, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề chúng ta học đến câu Pháp Cú Kệ Ngôn số 384 trên 423 câu. Trước khi đi vào bài học, sợ một lát nữa thì kết thúc Tịnh Đạt bị quên một thông báo. Tịnh Đạt được thông báo đó là cái lần học lần trước thì có được thông báo quý vị cũng như là Thượng Tọa Tuệ Quyền tin tưởng để mà nhờ Tịnh Đạt nhận cái số tịnh tài các quý vị Phật tử ở trong đàn chúng ta hùng để mà hùng phước để mà cúng dường đến cho các vị giảng sư ở trong diễn đàn. Thực ra thì cái việc này Tịnh Đạt cũng đang phân vân, nhưng mà hiện tại thì chưa có vị nào để mà thuận tiện làm cái việc này, và Tịnh Đạt xin được tạm thời giúp cho cái công việc cúng dường các vị giảng sư trong diễn đàn, và cũng thành thật tri ân các vị cũng như là Thượng Tọa Tây Quyền đã tin tưởng giao cho cái trách nhiệm này. Và hiện nay thì Tịnh Đạt cũng vừa thông báo nhận được một số tịnh tài của thứ nhất là của cô Rạng Đông. Như thế này, cái công việc này thì Tịnh Đạt xin thông báo tí xíu, đó là khi mà nhận đó thì Tịnh Đạt sẽ lập cái danh sách và thông báo cho các quý vị ở trong diễn đàn chúng ta được rõ về cái nơi nhận cũng như là cái nơi cúng dường. Dạ, thì xin thông báo ngắn để một cách thì sợ không có nhớ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài học ngày hôm nay. Đó là câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 384 trên 423 câu. Dạ vâng, cô Nhật Quỳnh, sư sẽ gửi cái điện tin về cái nơi sư ở. Câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 384 hôm nay chúng ta học nội dung như sau. Yada doa Yesu tham me su
bhagaru hoti brahmano athasasape sangyoga athangacchanti janato. Nhờ thường trú hai pháp đến được bờ bên kia, Bà La Môn có trí, mọi kiết sự dứt sạch. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, cũng như là bản dịch văn xuôi của Ngài Inda Chana Chánh Thân. Khi vị Bà La Môn được thông thạo về cả hai pháp trong ngoặc kép, chỉ tịnh và minh sát, thì trong lúc vị này đang nhận biết tất cả các sự ràng buộc của vị này đi đến tiêu tan. Yada dua yesu thammesu bhagaru hoti brahmano athape sangyoga athanga chanti janato. Và trước tiên chúng ta sẽ học về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 384 này. Dạ, cảm ơn cô Hải Minh. Câu đầu tiên đó là Yada Dua Yesu Thamme Su. Yada là một cái trạng từ chỉ thời gian khi. Khi Dua Yesu, Dua Yesu, cái từ bắt nguồn từ Dua Giác, chia theo định sở cách nam tánh vị ngữ Á đó, thì chúng ta chữ Á, vị ngữ Á cuối cùng được biến thể, biến theo chia cách của danh từ nam tánh su ích định sở cách là ê su, cho nên chúng ta có từ đoa dê su. Cả hai, cái từ của này, cái từ này nghĩa là cả hai. Và trong chú giải thì có ghi thêm rõ đó là cả hai, cái này là cả hai chỉ tịnh và minh sát, hay là thiền, hai cái pháp thiền quán, thiền chỉ và thiền quán. Thâm mê xú, thâm mê xú cũng là bắt đầu từ thâm má, chia theo định sự cách nam tánh số ít các pháp. Đoa dê xú, thâm mê xú là hai từ có chia cách chia đi giống nhau. Hai pháp này, hai pháp tức là chỉ tịnh và minh sát. Đi vào câu thứ hai của câu kệ ngôn 384. Bhagaru hoti brahmano. Bhagaru, bharagu, bharagu chỉ cho người thông thạo, kết hợp bởi hai cái từ đó là para là bờ kia, chữ gu đây là cái một cái động từ có căn là cam hay là có mút, chữ sự đi. Pagaru có nghĩa là người được thông thạo hay là người đã đi đến bờ kia. Hô tí, hô tí ở đây là động từ số ít, có nghĩa là ở trong tiếng Anh thì nó tương đương với là một động từ to be. Brahmano là vị Bà La Môn, và cái vị Bà La Môn ở đây được ám chỉ cho đó là những cái vị thánh nhân, những cái vị thánh nhân. Câu thứ 3 của câu kệ ngôn 384 này đó là Athassa sabbe sangyoga. Athassa sabbe sangyoga. Athassa được hình ghép bởi hai cái từ đó là Atha trạng từ, rồi thì Atha và Asa. Atha và Asa, chữ Asa ở đây á là một cái đại từ được chia theo sở thuộc cách của vị này, của vị này, cụ
Cụ vị này đây là của các vị thánh nhân, các vị Brahmano, quý vị. Sắp bê là tất cả. Sắp bê là tất cả. Sang yoga là kiết sử, hay là chúng ta nói rõ hơn là các cái sự ràng buộc. Câu cuối cùng trong câu kệ ngôn 384, Athang gacchanti janato. Athang là một cái danh từ có nghĩa là sự tiêu tan, sự đoạn diệt. Cái từ áp thá này đôi khi nó cũng còn có nghĩa là lợi ích hay là ý nghĩa. Gacchanti, động từ đi, có nghĩa đi. Janato, từ này xuất phát từ căn động từ nha, có nghĩa là nhận biết, có nghĩa là nhận biết. Và cái từ nha này được hình thành, nó là một cái danh từ Janato, được hình thành từ căn động từ, kêu là được gọi là danh động từ, danh từ hình thành từ động từ người nhận biết. Người đang nhận biết. Như vậy là chúng ta đã sơ lược qua về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 384 này. Và một lần nữa, câu kệ ngôn Pháp Cú số 384 có nội dung như sau. Ya da dua yesu thammesu bhagaru hoti brahmano athasabbe sangyoga athangacchanti janato. Thường trú hai pháp đến được bờ bên kia, Bà La Môn có trí mọi kiết sự dứt sạch. Hoặc là bản của Ngài Thượng Đoại Ngài Giới Đức. Khi người tuệ định đủ đây, bờ kia sẽ đạt ở đây tức thì. Bao nhiêu thằng thúc đoạn ly, Bà La Môn đã chứng chi tỏ tường. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Kính chào thưa quý vị, rằng câu kệ ngôn số 384 này có cái duyên sự liên quan đến một nhóm các vị tỳ kheo. Nhóm các vị tỳ kheo ở đây số lượng là 30 vị. Và một lúc nọ thì nhóm các vị tỳ kheo này từ xa đi về Kỳ Viên, đi về chùa Kỳ Viên để mà ý kiến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Khi mà nhóm các vị tỳ kheo này đi đến chùa đảnh lễ gặp ý kiến Đức Phật, để mà nhằm cái mục đích đó là được cái sự giáo huấn dạy dỗ, cũng như là học một cái hoặc học một cái pháp môn để mà mình rèn luyện tu, và cũng như là của gọi thắc mắc về cái việc tu hành đó. Thì cái truyền thống này phải nói là nó rất là quý, bởi vì chính bản thân Tịnh Đạt đó là cái vị xuất gia trong đạo đó, thì
mỗi khi mà lâu ngày mà gặp lại các vị huynh đệ hoặc là có dịp để đảnh lễ các vị thầy đó, thì hiếm khi nào mà có cái thời gian để mà bàn luận về Phật pháp. Chỉ có khi nào những cái buổi lễ, nhất là lễ Đầu Đà, thì đó là những cái khoảng thời gian rất là tốt, rất là đẹp. Các quý vị tỳ kheo, các quý vị đồng bà phẩm hạnh ngồi lại với nhau bàn về Phật pháp. Thường thì những cái đề tài về sức khỏe, về xã hội, về xây dựng, chứ không có như là ở trong thời Đức Phật. Phải nói đây là một cái cách và một cái tư tưởng rất là tiến bộ. Và các ngài đó, các vị tỳ kheo thời bây giờ nó rất là tranh thủ cái thời gian, tuy là xuất gia ở cái nơi xa xôi, tranh thủ cái thời gian để mà về gặp Đức Phật. Và khi mà gặp Đức Phật thì các vị hiểu rằng là chắc chắn sẽ học được một cái bài học rất là quý giá. Và nhờ cái bài học đó, có thể nó là giúp cho bản thân mình tiến bộ và hiểu pháp một cách rất là rõ ràng. Thì nhóm các cái vị tỳ kheo này đó, 30 vị về ý kiến gặp Đức Phật. Và một cái điều may mắn đó là vị tỳ kheo này không những gặp được Đức Phật mà cũng gặp được một cái vị sư huynh trưởng, một cái vị đồng phẩm hạnh, nhưng mà có một cái trí tuệ và một cái tâm tương thân tương ái, đó là ngài Xá Lợi Phất. Và quý vị biết rằng á, cái việc quan trọng trong cái việc học đạo của mình á, nó không phụ thuộc vào việc đó là mình học như thế nào hay là mình học giỏi ra sao. Nhưng mà cái việc mà học để mà liễu ngộ, học hỏi được một cái kinh nghiệm vừa tầm vừa sức với bản thân mình á, phải nói nó đòi hỏi nhiều cái điều kiện, mà trong đó là một cái điều kiện đó là cái người hiểu mình, cái người giúp mình, và cái người mà có thể nói trúng cái việc khó, giải đáp cái thắc mắc của mình. Thì nhóm 30 vị tỳ kheo này rất là may mắn khi ý kiến Đức Phật có cái sự hiện diện của ngài Xá Lợi Phất. Và công việc của ngài Xá Lợi Phất thì ngài đoán biết rằng 30 này có cái sự thắc mắc về trong cái tu tập, và ở trong cái việc tu tập đó là thiền định và thiền minh sát. Và các vị này đang gặp khó khăn cần có được cái sự giải đáp. Và thay vì nhóm 30 vị này cần phải được Đức Phật ngài hỏi và cũng như trình bày, thì ngài sẽ lắp ngài đã thay lời, ngài giúp cho 30 vị này hiểu. Ngài hỏi Đức Phật, ngài sẽ lại Phật thay mặt hỏi Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, có hai pháp mà ngài thường dạy cho chúng đệ tử, đó là hai pháp nào? Thì lúc đó Đức Phật ngài đã tùy theo cái sự thắc mắc hỏi, dựa theo cái câu hỏi của ngài Xá Lợi Phất, ngài đã giảng cho một cái thầy pháp về thiền chỉ và thiền quán. Và do cái điều kiện đó được ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn cho một cái câu hỏi, nêu lên một cái câu hỏi, và Đức Phật ngài dựa theo câu hỏi đó ngài đã giảng một cái thời pháp sâu rộng. Và cái thời pháp này đã giúp cho 30 vị tỳ kheo đến ý kiến Đức Phật đạt được những cái thành tựu rất là to lớn. Cái thành tựu to lớn đó là các ngài đã hiểu pháp, đã chứng ngộ được pháp, đã thấy pháp và đã trở thành những cái vị vô lậu, A-la-hán, thánh đạo, thánh quả. Phải nói là một cái sự kiện học hỏi giáo pháp một cách rất là lợi ích. Cho nên thay vì
các quý vị Phật tử chúng ta cũng nên học cái bài học này. Thay vì chúng ta đến chùa đó, thời điểm bây giờ trong cái lúc mà chúng ta đạo đó, thay vì cái việc mà chúng ta quan tâm nhiều nhất đó là đến chùa để mà làm các công đức, hay là đến chùa để mà cầu nguyện, thì cái việc lợi ích hơn đó là hãy tìm và hãy tham vấn một cái vị sư ở trong chùa, từ cái việc nhỏ cho đến việc lớn. Đôi khi cái việc tu học của mình, đọc kinh, đọc sách hay nghe pháp đó, đương nhiên là chúng ta có cái sự thắc mắc, có cái sự chưa hiểu rõ. Và chính vì cái việc thắc mắc về Phật pháp của cái vị cư sĩ đó, thì sẽ tạo một cái điều kiện cho những cái vị sư có được cái khoảng thời gian tắm mình ở trong Phật pháp để mà chiêm nghiệm, để mà giải đáp cho quý vị. Thì quý vị thấy là cái việc học pháp, học hỏi pháp của mình đó, nó không những là mang lợi ích cho bản thân mình, mà nó cũng là mang lợi ích cho cả hai. Và cái lợi ích cho cả hai đó, nó còn một cái lợi ích to lớn hơn, đó là cái cách mà học pháp, hỏi pháp đó, nó làm cho Phật pháp càng ngày càng hưng thịnh. Nhiều người tìm hiểu về Phật pháp, nhiều cái khoảng thời gian để mà tìm hiểu về Phật pháp. Cái của càng phát, không pháp nó rất cao dồi, có tâm vị xuất gia và tâm tu của người học đạo càng ngày càng được tiến bộ. Quý vị không có, chắc quý vị ít có vị nào để ý, nhưng mà quý vị thử đi đến chùa hay là đi đến các vị xuất gia đó, quý vị đặt những câu hỏi về Phật pháp đơn giản thôi, như là làm sao mà có được cái sự an vui ở trong cái lúc mà chúng ta ở nhà, hay là trong cái lúc mà chúng ta đọc kinh, chúng ta hành thiền, thì hay là trong cái việc mà làm phước công đức ấy, thì làm sao cho nó hợp tình hợp lẽ. Thì những cái câu hỏi đó sẽ giúp cho cái tâm tu của những vị xuất gia nó càng ngày càng khăng khít hơn. Và cái sự tương thân tương ái của người xuất gia và cái người tại gia cư sĩ cũng có một cái sự khăng khít với cái phương diện đó là Phật pháp. Nó rất rất là có ý nghĩa. Cho nên cái bài học này riêng về ý nghĩa thì chúng ta chưa có bàn đến, nhưng mà riêng về cái cách thức thì chúng ta cũng hãy cái cách thức này, khi có dịp hãy đặt những cái câu hỏi, và khi kinh học sách là nghe pháp, thì chúng ta cũng lưu ý số cái điểm, số câu hỏi, và chúng ta thảo luận những cái chúng ta có. Thì thứ đó là cái duyên sự của câu 384 này không quá là dài, nhưng một cái điểm đó là cái bài giảng của Đức Phật cho các cái vị tỳ kheo thì trong chú giải không có nhắc đến, chỉ nhắc đến đó là Đức Phật ngày nói về hai cái pháp, đó là thiền chỉ Samatha và thiền quán Vipassana. Và đối với cái ý nghĩa của câu kệ ngôn này đó, thì phải nói là có một cái chiều sâu về kinh nghiệm thực hành thiền chỉ hay là thiền quán. Được biết ở trong diễn đàn của chúng ta thì người Phật tử bây giờ thì các vị quan tâm rất là nhiều về thiền. Quan tâm rất là nhiều về thiền. Và nhìn chung đó thì các tự viện, các cái nơi sinh hoạt tôn giáo đều có cái sinh hoạt về thiền. Thì như vậy đó, thì làm sao mà chúng ta có thể có một cái
cái sự hiểu biết và tìm hiểu thực để cho được cái sự lợi ích. Ở đây tại sao Tịnh Đạt lại nhấn mạnh cái việc mà hành thiền cần phải tìm hiểu, cần phải có cái sự hiểu biết để được cái sự lợi ích? Như vậy có phải chăng là hành thiền không có cái sự hiểu biết, không có cái sự tìm hiểu thì hành thiền không có cái sự lợi ích? Thưa quý vị, rằng có những cái trường hợp đó, nhất là những trường hợp tự tự hành thiền thì dẫn đến cái khó và chính vì cái hành thiền đó nó dẫn đến một cái cố chấp ở trong cái việc thực tập đó, thì nó rất là khổ cho bản thân cái người thực tập và khổ cho cái người hướng dẫn. Tịnh Đạt cũng có chứng kiến một cái vài trường hợp tức là hành thiền ở những cái trường thiền quốc tế và hành thiền bởi cái sự mà tự tìm hiểu qua kinh sách, qua các cái trang mạng, và cái kết quả đó là mình nói đúng rằng là cái hậu quả, tức là với một cái kinh nghiệm thực ở trong cái việc hành thiền, nhưng người đó không có cái sự hướng dẫn tận tình hay là đúng thầy đúng bạn, cho nên cái người đó đã cố chấp vào một cái kinh nghiệm mà bản thân người đó tự nhận định. Và cái nhận định, cái cố chấp đó, nó làm cho người đó bị chìm đắm mà không ai có thể mà giúp đỡ được. Tại vì trong lúc ở cái thời gian ở bên Miến Điện thì có một cái vị sĩ đi hành thiền ở bên Miến Điện đó, thì quý vị biết sau một cái thời gian hành thiền 5-7 tháng đó, thì đã trở thành một cái hiện tượng, đó là không còn tỉnh táo nữa, không còn tỉnh táo, chúng ta gọi là lạc thiền, hoặc là bị chìm ở trong cái cố chấp đó. Cho nên trong tiền thiền họ không có thể nào có khả năng để mà hướng dẫn, họ gửi về chùa nơi mà Tịnh Đạt ở Miến Điện. Thì lúc đó thì Tịnh Đạt cũng cố gắng để mà nói chuyện, để mà làm giãn bớt cái sự thoải mái, nhưng mà cuối cùng thì cũng không có giúp được. Cái vị đó cứ tập theo cái việc của mình, rồi tự ý bỏ chùa ra đi, tìm gốc cây, tìm ở nơi hoang vắng để ở, để tu thiền. Thì nói chung là không có cách nào để mà giúp được, thì cuối cùng phải trả cái vị đó về Việt Nam. Ở đây cái việc mà hành thiền đó, nó có thể được nói như thế này, cho nó một cách Tịnh Đạt thì cũng phải nói là chưa có cái kinh nghiệm sâu sắc ở trong kinh nghiệm sâu sắc ở trong thiền, nhưng mà cũng đã từng thực hành kinh nghiệm và từng theo những cái khóa thiền. Đúc kết lại đó thì thiền cũng có lúc đó nó dễ, nhưng mà thiền cũng có lúc là khó. Đang nói về cái cơ bản cho những người mới hành thiền đó. Bây giờ trong hội chúng của chúng ta đây, 31 thành viên, 31 người đang online trong cái diễn đàn. Tịnh Đạt xin hỏi quý vị một câu trắc nghiệm cơ bản thôi về thiền. Ở đây quý vị nào đã từng hành thiền đó, xin cho một cái câu trắc nghiệm, đó là quý vị cảm nhận về thiền khó thực tập, khó hành thiền, thì quý vị hãy cho Tịnh Đạt một con số 1 và một cái câu trắc nghiệm ngắn thôi. Tịnh Đạt sẽ nói tiếp về cái việc mà thiền khó và thiền dễ. Dạ.
các vị nào cảm nhận cái việc hành thiền của mình đó, việc mà ngồi thiền hay là tu thiền đó là khó, thì quý vị hãy cho số 1. Vị nào thì cảm nhận cái việc hành thiền hay là cái việc tu thiền đó, kể cả thiền chỉ và thiền quán, cảm thấy là không có khó, thì cho con số 2. Dạ. Cô Đặng Đông thì số 1, cô Nhật Quỳnh số 1, dạ. Cô Cẩm Vân số 1, Tina số 1. Dạ, như vậy thì không làm mất thời gian quý vị. Đa phần chúng ta cảm thấy thiền là khó. Có chú Phan, Châu Phan 54 thì là số 2, cô Ái Minh số 2. Như thế này, xin thêm vài phút nữa để mà giải thích cái khó và cái dễ. Bây giờ những vị chúng ta chọn cái con số 1 đó, chúng ta sẽ làm thêm một cái câu trắc nghiệm nữa. Dạ. Quý vị cố gắng tập trung trong cái câu trắc nghiệm này, để mà chúng ta cảm thấy là cái thiền đó nó không phải là dễ, cũng không phải là khó, nhưng mà nó quan trọng ở chỗ nào. Dạ. Bây giờ quý vị chỉ cần làm theo cái lời nói của Tịnh Đạt ha. Tịnh Đạt nói ra hiệu cái gì thì quý vị hãy gõ cái từ đó. Rồi được chưa? Rồi Tịnh Đạt xin được bắt đầu. Xin mời quý vị gõ con số 5. Dạ. Xin mời quý vị gõ con số 6. Dạ. Rồi bây giờ Tịnh Đạt sẽ thêm một cái con trắc nghiệm tiếp tục, nhưng mà sẽ dùng cái ngôn ngữ khác. Alon nam ba cô ye ba. Alon nam ba cô go ye ba. Nếu quý vị không có thể trả lời làm theo được đó, thì quý vị ghi cho con số 0 ha. Rồi, Tịnh Đạt lặp lại. Alon namba ti go ye ba. Rồi tiếp tục. Alon namba cha ye ba. Rồi. Tịnh Đạt xin kết thúc cái phần trắc nghiệm ở đây. Để giải thích cho cái phần trắc nghiệm này đó, quý vị sẽ thấy một cái điều. Cái trắc nghiệm đầu đó thì để cho quý vị thấy cái số lượng mà mình khẳng định cái việc hành thiền dễ hay khó. Và cái trắc nghiệm thứ hai đó thì Tịnh Đạt sẽ làm một cái điều, đó là quý vị sẽ làm theo lời của Tịnh Đạt. Và khi Tịnh Đạt nói câu tiếng Việt đó, mời quý vị gọi con số 5 hay con số 6, quý vị làm theo rất là dễ. Nhưng mà quý vị khi mà Tịnh Đạt đổ qua cái ngôn ngữ khác đó, đó là tiếng Miến Điện đó, thì Tịnh Đạt yêu cầu quý vị gõ con số 9 và con số 6. Nhưng quý vị sẽ không có hiểu. Dạ, quý vị sẽ không có hiểu. Và quý vị không có biết con số đó là cái gì. Thì cái trắc nghiệm này nó đưa đến cái mục đích, đó là chúng ta làm theo được và chúng ta không làm theo được, đó là do cái hiểu, và chúng ta bị cuốn theo cái hiểu đó. Ở đây quý vị hãy nhớ cái từ cuốn theo. Cuốn theo. Và cái việc hành thiền đó, nó sẽ theo kinh nghiệm của Tịnh Đạt đã được chia sẻ đó, thì cái từ cuốn theo này nó sẽ là trở ngại. Còn những người nào trở ngại cho cái việc hành thiền, còn cái việc nào, vị nào không có việc cái từ cuốn theo này ảnh hưởng mình, thì cái việc hành thiền nó rất là dễ. Với cái trắc nghiệm này, chúng ta sẽ đi vào cái việc thiền. Cái từ cuốn theo là như thế nào? Tức là khi mắt chúng ta thấy sắc, thấy cảnh, sắc, tai chúng ta nghe tiếng, mũi chúng ta ngửi mùi,
để chúng ta nếm vị, thân chúng ta xúc chạm và ý chúng ta suy nghĩ. Và khi mà căn, sáu căn gặp ở sáu cảnh và chúng ta bị cuốn theo, thì lúc đó cái thiền chúng ta rất là khó. Và khi nào sáu căn này gặp với sáu cảnh và tâm trí của chúng ta không bị cuốn theo bởi cái cảnh đó, thì lúc đó cái việc hành thiền chúng ta sẽ dễ. Cái điều này á, nó lý thuyết nó rất là đơn giản, nhưng mà khi mà vào ở trong thực tế á, thì chúng ta sẽ rất là cần phải nỗ lực để mà thực tập rèn luyện. Bởi vì quý vị sẽ để ý khi mà hành thiền đó, chúng ta cố gắng đóng các cái căn, tìm những cái nơi vắng, giống như là thiền đường. Thường thì thiền đường nó nằm ở trong những cái nơi vắng vẻ. Thì lúc đó mắt chúng ta không làm việc, chúng ta đóng mắt, nhắm mắt lại, hạn chế bớt cái cảnh sắc. Tai chúng ta cũng hạn chế cái cảnh thinh, mũi chúng ta cũng hạn chế cảnh vị, cảnh thiệt. Lưỡi chúng ta hạn chế cảnh thiệt, thân chúng ta cũng hạn chế cảnh xúc. Và chỉ duy nhất cái ý của chúng ta làm việc một cách mạnh mẽ. Thì lúc đó đó, chúng ta sẽ dùng cái ý chí để mà theo dõi cái hơi thở, là cái đề mục phổ thông nhất, dễ nhận biết nhất, để mà tập trung tư tưởng. Và khi mà chúng ta tập trung tư tưởng, có những cái cảnh nó xảy ra, thì nếu chúng ta bị cuốn theo cái cảnh đó, cảnh sắc, ánh sáng hay là cảnh thinh vân vân, thì lúc đó cái việc hành thiền của chúng ta sẽ bị gián đoạn. Và khi chúng ta rèn luyện, tập luyện, khi mà cảnh nó đến, chúng ta nhận biết và chúng ta không bị cuốn theo, thì cái việc hành thiền của chúng ta là có tiến bộ. Quý vị nhớ cái từ cuốn theo khi mà giữ tâm chánh niệm. Còn cái việc mà thiền chỉ hay là thiền quán, thưa quý vị rằng á, đối với những người mới đi vào tập thiền, nó không phải là quan trọng. Nó không phải quan trọng. Nhưng mà nó quan trọng là cái định hướng. Tại vì thiền chỉ hay thiền quán đó là một cái định hướng của cái người bắt đầu hành thiền. Bởi vì cái thiền chỉ đó thì thường nó là được áp dụng nhiều nhất, phổ thông nhất, bởi vì có một kết quả nhanh nhất và có một cái an lạc, an vui nhất. Nhưng mà cái khuynh hướng của cái thiền quán ở cái thiền chỉ đó thì giúp cho chúng ta nhanh có cái kết quả, nhưng mà khi mà đi sâu, đi xa thì sẽ làm một cái sự cản trở. Còn những người mà đã có ý thức về cái việc mà dứt trừ phiền não, làm cho bớt cái phiền não, bớt cái tham sân si, thì sẽ có cái khuynh hướng đó, thiền quán. Và trong cái thiền chỉ, thiền quán á, chúng ta có thể phân biệt một cách rất là ngắn gọn thế này. Thì ở đây thì chắc quý vị cũng đã từng tìm hiểu qua. Thiền chỉ thì một cái cách đó là tập trung tâm trí, tập trung tư tưởng và cố gắng đóng các cái giác quan khác càng nhiều càng tốt, để mà tâm trí không bị những cái ngoại cảnh tác động. Còn cái thiền quán đó, tức là những cái giác quan vẫn mở bình thường, vẫn mở bình thường, nhưng mà quan trọng là chúng ta không bị cuốn theo, không bị cuốn theo. Thì nếu mà để nói về sâu xa thì cần có một cái người phải nói là kinh nghiệm về thiền, về cái kinh nghiệm thiền thật là tốt mới có cái sự lôi cuốn để giải thích. Còn đối với những người cơ bản về thiền đó, thì thưa quý vị rằng ở trong cái đời sống căng thẳng này, xã hội căng thẳng về về mọi thứ, về đồng lương, về thời gian, về công việc, về con cái, nhiều thứ cả, thì thiền Phật giáo cái mục đích đó là giải thoát, nhưng mà đang tạm mượn cái cảm giác, cái thành tựu tạm thời của thiền để mà thư giãn.
chứ không phải là thiền để mà thư giãn hay là thiền để trị căng thẳng, mà thiền để loại bỏ cái phiền não. Nếu mà chúng ta chỉ dừng lại thiền để là mang lại cái cảm giác thư giãn đó, thì chúng ta tự mình hạn chế cái khả năng của thiền. Và nói nhiều về cái thiền đó, thì thực sự ra đối với thiền đó, đối với thiền thì cần phải thực hành nhiều hơn là nói. Bởi vì chúng ta không thể nào dùng cái ngôn ngữ để mà diễn tả cái trạng thái. Cái ngôn ngữ nó hạn chế và cái trạng thái thì nó muôn màu muôn vẻ. Nhưng mà cái bước căn bản đó đó, những người nào mà có cái khuynh hướng để mà an tịnh tâm, để mà mang lại cho mình một cái năng lượng tốt, dồi dào, để có cái sự sống năng động, vui vẻ, không có bị tiêu cực, thì chúng ta hãy cố gắng dành ra một khoảng thời gian nhất định, một buổi sáng 30 phút hay là 45 phút, hoặc là chúng ta có thời gian về buổi chiều tối trước khi chúng ta đi vào cái giờ nghỉ ngơi, thì quý vị sẽ lựa chọn cho mình một cái khoảng thời gian nhất định. Như vậy cố gắng để mà làm, để mà thuần thục. Bởi vì cái việc có cái việc thiền nó có hay đến đâu, có lợi ích đến đâu, nhưng mà chúng ta không có thực hành đó, thì cũng không có kết quả. Và cái việc thực hành đó cần phải được kiên trì mới có sự thành công. Còn không thì có khóa thiền 5 ngày, 10 ngày, nó chỉ là hâm nóng cái tâm tu thôi. Đình Đạt hay ví dụ, một cái ví dụ đó là chúng ta cố gắng nhất định một cái thời gian trong ngày để mà hành thiền, cũng giống như là chúng ta đang hâm những cái món thức ăn chúng ta để qua ngày như vậy đó. Còn nếu không á, thì cái món thức ăn đó chúng ta để trong tủ lạnh, để trong ngăn đá, để trong tủ đông, và đến mà lúc mà chúng ta cần ăn đó, chúng ta cần nấu đó, thì chúng ta phải rã đông. Thì cái việc rã đông cũng giống như là bình thường chúng ta không có thực hành, không có luyện tập, và chúng ta đợi đến khi có khóa thiền 10 ngày, nửa tháng, thì lúc đó chúng ta mới tập trung để mà tham gia khóa thiền đó. Thì cái 10 ngày nửa tháng đó, nó là công việc rã đông, nó chưa có đủ sức để mà hâm nóng cái thức ăn đó. Còn như là chúng ta cố gắng để mà thực tập rèn luyện hàng ngày đó, tuy là chúng ta sẽ không làm cho nó nóng sôi, nhưng mà cái việc hàng ngày như vậy nó sẽ là hâm nóng. Và những cái lúc mà khóa thiền 10 ngày, 20 ngày đó, thì đó là những cái khoảng thời gian chúng ta nung sôi một cách triệt để, tích cực nhất. Cho nên cái điều này rất là quan trọng. Cái việc hâm nóng hàng ngày nó rất là quan trọng, chứ không phải là hành thiền là những cái khóa thiền. Những cái khóa thiền đó là những cái khóa thiền để cho chúng ta tích cực, để mà nung sôi cho tâm thiền, tâm định nó được mạnh mẽ, nó được tiến bộ. Bằng không thì cái khoảng thời gian khóa thiền 10 ngày, 20 ngày đó, đó chỉ là cái thời gian rã đông. Chưa kịp nóng thì cái khóa thiền đã kết thúc rồi. Thì thưa quý vị rằng, cái đề tài ngày hôm nay thật sự nó dễ cũng dễ mà khó cũng khó. Tại vì tất cả chúng ta là người học Phật thì đương nhiên là chúng ta biết về cái phương pháp thiền. Nhưng mà làm sao mà có được cái ý chí để mà kiên trì hàng ngày, thì đó một cái điều mà Tịnh Đàn cũng hy vọng tất cả những người học Phật của chúng ta cần phải được sách tấn làm cho kiên trì hàng ngày, thì cái việc học thiền hay là hành thiền mới có được cái sự lợi ích. Và Tịnh Đạt thì cũng có chuẩn bị một cái số bài kinh và cái lời giải thích trong cái ý nghĩa của câu kệ ngôn này, nhưng mà
Khi mà nói thì thật sự ra cái việc mà làm sao chúng ta có được cái sự tinh tấn hàng ngày đó mới là điều quan trọng. Còn kiến thức về thiền thì thật sự quý vị có thể tìm hiểu và có thể tham vấn đến một số vị thiền sư và cũng như là sách, kinh sách, bài giảng của các vị thiền sư nổi tiếng, kinh nghiệm sâu sắc về thiền. Và cái câu kệ ngôn này, thưa quý vị, rằng là thứ nhất đó là chúng ta sẽ học được một cái bài học qua cái duyên sự khi đến tham vấn, thăm viếng chùa hay là các vị sư. Chúng ta hãy cố gắng trong một buổi nói chuyện để đặt những cái câu hỏi về Phật Pháp nhằm cho mang lại lợi ích cho bản thân mình, cũng như là mang lại cái sự tinh tấn trao dò pháp cho vị vị sư, vị xuất gia. Và chính vì cái lợi ích của cả đôi bên sẽ là cái sức mạnh để mà nuôi dưỡng phát triển giáo lý của Đức Phật và nuôi dưỡng cái mạng mạch của Phật Pháp. Và cái thứ hai đó là việc chúng ta tìm hiểu về thiền là cần thiết, phải tìm hiểu việc dạy thiền là cần thiết, nhưng cái điều quan trọng và cần thiết hơn đó là kiên trì tinh tấn để mà có được một cái khoảng thời gian nhất định ở trong ngày, bảo đảm một ngày, mỗi ngày chúng ta đều có khoảng thời gian để mà an tịnh tâm, để mà thực tập thiền. Thì như vậy cái việc mà thực hành thiền của mỗi người chúng ta sẽ có được cái sự tiến bộ. Và Tịnh Đàn cũng xin được kết thúc cái bài chia sẻ bài học qua câu kệ ngôn Pháp Cú số 384 này. Mong rằng tất cả những cái tấm lòng mà Tịnh Đàn cũng xin được chia sẻ với quý vị đón nhận, và chúng ta cùng nhau để mà tạo ra môi trường học Phật Pháp, thực hành Phật Pháp một cách rất là tốt đẹp. Và kính chúc chư Tăng, kính chúc quý vị cũng chuẩn bị hết năm cũ, năm Canh Tý để mà chuyển sang năm mới. Kính chúc chư Tăng và quý vị chúng ta sẽ đón được một cái mùa xuân đầy an lành, đầy cái sự an khang. Và kính chúc sức khỏe các vị. Tịnh Đàn xin kết thúc bài chia sẻ qua câu kệ ngôn số 384 ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân những lời dạy của Đại Đức. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay. Chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức. Và con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân mít đinh sư. Cơ quan tu sắp bấm băng ở lăng ra thanh tu sắp bê đê quan ta sắp bà vô trà nô phá vê nê sá nê sá thị phá quan tu tê. Mà quan tu sắp bấm băng ở lăng ra thanh tu sắp bê đê quan ta sắp bình hâm mà nô phá vê nê sá nê sá thị phá quan tu tê. Bà quát tư sắp bà mạng gà lăng ra khăn tư sắp bê đê quát tư sắp bà sáng khá nữ khá vê nê sá đà sô thị bà văn trụ tê. Tất cả phương pháp hàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa minh hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quý giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cẩm dân hồi hướng. Gia đề quá ta, sân ti quý ha rá hoa xí ni, thu pê gá rê bồ thí gá rê ta hình ta hình, ta tham ma đa đê na pa hoàn tu vụ chi ta,
so thiên ca ron tê tha vi ha ra măng đá lê thể ra cha mát cha na qua ca cha bíp ca vô sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na bu ta su ki ta pa wan tu tê cha la bu cha ye pi cha an đà sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma qua răng ba thiết cha tê sắp về vi đúc khát xa khát rộn tu sẵn khá dân thà tu chi răng xa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha bốt gà la sẵn khổ hộ tu xa mắc gồ qua ác thà gia cha hi ta gia cha âm hề rát khăn tu sắc thầm mô sắp về vi thầm ma cha ri nô vô thêm sâm phá phú ni gia ma thầm ma ri yap ba về đi tề. Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cẩm dân xin xuống.